chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3, dự lễ giao nhận quân tại huyện Kim Động. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ giao nhận quân năm nay của tỉnh Hưng Yên đã diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn. 2.106 thanh niên ưu tú vững bước lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Tỉnh Hưng Yên hoàn thành bàn giao mặt bằng móng cột đường dây 500 kV Nam Định Phố Nối. Huyện Văn Giang đẩy mạnh phát triển đô thị. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng nay các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn trên 2.100 tân binh lên đường nhập ngũ. Tại huyện Kim Động, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 đã dự lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các sở, ban ngành của tỉnh. Năm nay, huyện Kim Động được giao tuyển chọn 220 tân binh cho các đơn vị nhận quân, gồm 191 tân binh cho Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 2, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và 29 tân binh cho Bộ Công an. Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể kịp thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ tuyển quân. Đặc biệt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, làm tốt chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn tổ chức triển khai nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện đầy đủ từng khâu từng bước trong nhiệm vụ sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh nhập ngũ, cấp phát quân trang theo kế hoạch. Các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 đều có sức khỏe, tư tưởng tốt, trong đó 28 tân binh có trình độ đại học và cao đẳng, chiếm 14%, 20 tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã động viên dặn dò tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với tinh thần cố gắng, phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên văn hiến anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị mới. Thanh niên đâu khó có thanh niên. Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Hưng Yên rất là tin tưởng, gửi gắm các em vào trong lực lượng quân đội, cố gắng nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xứng đáng là người thanh niên của Hưng Yên ta. Do có sự chuẩn bị chu đáo và hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan nên đến 8 giờ 45 phút sáng nay, huyện Kim Động hoàn thành bàn giao tân binh cho các đơn vị nhận quân. Dự tại huyện Khoái Châu có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, năm nay huyện Khoái Châu được giao chỉ tiêu và gọi công dân lên đường nhập ngũ 301 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Triển khai công tác tuyển quân năm 2024 gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, huyện Khoái Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, giao quân, đạt chỉ tiêu đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong đó có 6 đơn vị nhận quân là Tổng cục 2, Đoàn Nghi lễ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Quân đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Công an. Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn huyện Khoái Châu được nâng cao. Đây cũng là địa phương có số tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự nhiều nhất tỉnh với 266 tân binh. Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức với khí thế sôi nổi, trang trọng sẽ tạo động lực cho các tân binh phát huy được truyền thống của dân tộc của quê hương Khoái Châu anh hùng và các thế hệ cha anh đi trước, từ đó ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tặng hoa tặng quà các đơn vị nhận quân, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, mong muốn các tân binh xác định và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đi là cố gắng rèn luyện để xứng đáng trở thành anh bộ đội Cụ Hồ. Và sau này hoàn thành nghĩa vụ trở về thì cũng rất nhiều kinh nghiệm rèn luyện sức khỏe để tiếp tục tăng gia sản xuất rồi chăm lo gia đình, tiếp tục xây dựng quê hương Khoai Châu nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Rồi, chúc các cháu mạnh khỏe lên đường nhá. Xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ nhá. Đúng 8 giờ 45 phút, các tân binh lần lượt bước qua cầu Vinh Quang lên các chuyến xe trở về đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của người thanh niên đối với Tổ quốc. Dự tại huyện Văn Giang có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Năm nay, huyện Văn Giang có 185 thanh niên lên đường nhập ngũ, được giao về 7 đơn vị nhận quân, trong đó có 166 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Chất lượng quân của huyện đạt tiêu chuẩn cao trên cả 3 phương diện, sức khỏe, văn hóa và phẩm chất chính trị. Đáng chú ý, huyện có 58 tân binh có trình độ cao đẳng đại học, có trên 30 tân binh tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Các tân binh đều rất phấn khởi tự hào và vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Các tân binh đều có chung quyết tâm khi về đơn vị chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kỷ luật của quân đội, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Trước thời khắc tân binh lên đường về đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên và căn dặn các tân binh sẽ học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội, cố gắng hết mình phục vụ đất nước. Và thực hiện đúng quân lệnh nhé. Chúng ta phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về với quê hương. Buổi giao nhận quân ở huyện Văn Giang diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng thời gian quy định. Đúng 8 giờ 30 phút, huyện Văn Giang đã hoàn thành việc giao nhận quân. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các thế hệ cha anh mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng, cống hiến của tuổi trẻ, 2.106 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên được tuyển chọn nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại lễ giao nhận quân sáng nay ở các địa phương. Dự lễ giao nhận quân tại thành phố Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Khuê, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Năm nay, thành phố Hưng Yên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 182 công dân nhập ngũ, trong đó có 157 chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị quân đội gồm Lữ đoàn 164 Quân đoàn 12, Lữ đoàn 144, Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 25 chỉ tiêu giao cho các đơn vị công an nhân dân. Đã có 24 tân binh tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Sau phần nghi lễ, các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay thì gia đình chúng tôi thì đưa cháu lên đây là tân binh để chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thì được nhìn thấy những sự chuẩn bị rất là chu đáo của các cấp chính quyền cũng như là của ban chỉ huy quân sự là để chuẩn bị đón tân binh rất là trang trọng và chu đáo. Tôi cũng rất là tin tưởng để giao cháu để cho các đơn vị để cháu làm sao lên đường hoàn thành tốt cái nghĩa vụ quân sự đối với nhà nước. Đến 8 giờ 45 phút, các tân binh thành phố Hưng Yên lần lượt bước qua cầu Vinh Quang lên các chuyến xe về đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của người thanh niên đối với Tổ quốc. Dự lễ giao nhận quân tại thị xã Mỹ Hào có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm 2024, thị xã Mỹ Hào được giao chỉ tiêu tuyển chọn 193 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ chủ động từ khâu nắm nguồn lên công tác gọi tuyển khá thuận lợi, chất lượng tân binh tốt hơn những năm trước. Cụ thể, trên 60% tỷ lệ sức khỏe loại 1, gần 40% thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. 192 thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện trước khi nhập ngũ, đã có 127 thanh niên được học cảm tình đảng.
Ngay từ đầu giờ sáng, 100% tân binh đã có mặt đầy đủ. Công tác tổ chức được tiến hành nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ đúng nội dung nghi thức của buổi lễ giao nhận quân. Sau lời phát biểu động viên giao nhiệm vụ, thắp ngọn lửa truyền thống và nổi hồi chống tòng quân, các đại biểu đã xuống tặng hoa, chia tay các tân binh trước giờ lên đường. Chúng tôi về nhận quân ở tại địa phương được sự quan tâm của chỉ huy cấp thì rất được tạo điều kiện ở hết mức, các thủ tục thì làm rất chặt chẽ, nhanh gọn, rất hài lòng về cái công tác của địa phương. Đúng 8 giờ 45 phút, đoàn xe xuất phát đưa các tân binh về đơn vị. Buổi giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn. Dự lễ giao nhận quân trên địa bàn huyện Yên Mỹ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Huyện Yên Mỹ có 242 tân binh lên đường nhập ngũ vào 6 đơn vị nhận quân gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 673 Quân đoàn 12, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Trung đoàn 43 F395 Quân khu 3 và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó có 29 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Chất lượng tân binh được đánh giá khá đồng đều, 100% có sức khỏe tốt, đa số thanh niên đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Trong đó có 16 tân binh đang học tại các trường đại học cao đẳng. Xây dựng kế hoạch cụ thể, động viên, tuyên truyền đến từng cháu, từng gia đình các cháu để các cháu hiểu, thực hiện tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, địa phương cũng quan tâm đến từng hoàn cảnh. Khi mà hết nghĩa vụ quân sự thì cũng tạo điều kiện công an việc làm. Đúng 8 giờ 40 phút, lễ giao nhận quân tại huyện Yên Mỹ được hoàn tất trong không khí tưng bừng phấn khởi đúng kế hoạch. Dự lễ giao quân ở huyện Phù Cừ có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2024, huyện Phù Cừ có 173 công dân nhập ngũ, trong đó có 149 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, được biên chế về các đơn vị Lữ đoàn 164, Quân đoàn 12, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 24 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, có 6 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 5 công dân có trình độ cao đẳng và đại học. Tại thời điểm này em có cảm xúc rất hồi hộp và háo hức khi được vào quân ngũ, trở thành quân đội nhân dân Việt Nam. Em quyết tâm rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để phát huy truyền thống bảng vàng danh dự gia đình, dòng họ và truyền thống quê hương. Tại buổi lễ, các đại biểu đã động viên căn dặn các tân binh yên tâm vững bước lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Phù Cừ diễn ra ngắn gọn và trang trọng. Không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân cùng với sự quan tâm, động viên của các đại biểu và những tình cảm của gia đình người thân chắc chắn sẽ là nguồn động viên để các tân binh hôm nay lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự lễ giao nhận quân năm nay tại huyện Văn Lâm có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2024, huyện Văn Lâm đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng tốt, trong đó có 169 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, đúng luật. Sau khi biết được tin mình đã có lệnh nhập ngũ thì em đã chuẩn bị tinh thần rất là sẵn sàng để gia nhập vào Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giữ cho mình một cái lòng quyết tâm là phấn đấu và hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ. Lễ giao nhận quân của huyện Văn Lâm diễn ra đảm bảo an toàn, trang trọng, thành công tốt đẹp. Thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự tặng hoa và động viên tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Tiên Lữ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 178 tân binh. Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nên tất cả tân binh trúng tuyển đều đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị, phẩm chất đạo đức. Trong số thanh niên nhập ngũ lần này, 80% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, có 14 trên 178 thanh niên trình độ đại học. Các tân binh được giao về 5 đơn vị nhận quân, trong đó tập trung là Lữ đoàn 149 và Bộ Tổng Tham mưu thuộc Quân đoàn 12. Ngoài ra, được giao về Đoàn Nghi lễ, Bộ Tư lệnh Lăng, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Buổi lễ giao nhận quân của huyện Tiên Lữ diễn ra trang trọng sôi nổi, đã động viên tân binh phấn khởi với tâm thế sẵn sàng rèn luyện tốt để bảo vệ Tổ quốc. Dự lễ giao quân tại huyện Ân Thi có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2024, huyện Ân Thi có 243 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 7 đơn vị là Lữ đoàn 144, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Cục tác chiến điện tử, Trung đoàn 95, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Tổng cục 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó có 33 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, 210 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Toàn huyện có 77 thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân, đặc biệt là công tác động viên khích lệ tinh thần của các tân binh. Chúng tôi gặp trực tiếp để trao đổi, tìm hiểu thật là kỹ lưỡng điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình để từ đó giúp đỡ, động viên các cháu lên đường, thăm, tặng quà, tổ chức giao lưu về tinh thần thì các bạn rất sẵn sàng, vui vẻ và các gia đình cũng rất là yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, tỷ lệ sức khỏe của thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước. Trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 2 đạt 49%, cao hơn năm 2023 5%, và đặc biệt là có 6 cặp anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ đợt này. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ giao nhận quân năm nay của tỉnh Hưng Yên đã diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn. Các thanh niên vững bước lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Hưng Yên đã bàn giao 34/34 móng cột đường dây 500 kV dự án mạch 3 đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối tỉnh Hưng Yên. Có mặt bằng sạch đang được các nhà thầu gấp rút thi công không kể ngày đêm và thời tiết bất thuận. Thị xã Mỹ Hào có nhiều móng cọc và số hộ nằm trong hành lang an toàn điện lớn nhất với 21 móng, và huyện Văn Lâm có 13 móng cọc hiện đang được các nhà thầu và hai địa phương này gấp rút thi công và triển khai các phần việc tiếp theo. Thời tiết đang mưa gió như thế này, anh em chúng tôi vẫn sẵn sàng, không ngừng nghỉ, rồi không quản ngại ngày đêm đào móng, mở móng. Những cái vị trí mà không có móng cọc thì chúng tôi đã thi công, như kênh đã biết ấy, cũng buộc cốt thép đào móng hết rồi. Và những vị trí đang có móng cọc thì chúng tôi đang thi công triển khai, ví dụ như móng này là chúng tôi thi công xong rồi. Còn đối với vị trí hành lang thì chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thu hồi. Đối với các vị trí liên quan trên hành lang thì đến hiện tại thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã cũng đã cử cán bộ đang kiểm đếm đo đạc đối với các vị trí trên địa bàn xã phường có hành lang điện đi qua. Trên 95% móng cọc đã được thi công, trong đó 17/34 móng cọc đã được đổ bê tông hoặc đan sắt như thế này. Đây là 9 vị trí móng cọc đang thi công trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Còn đây là hình ảnh tại móng cọc số 37 thuộc địa bàn xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. 16 móng cọc khác đang được nhà thầu thi công đường vào sau khi thuê được đất của nhân dân. Còn duy nhất móng cọc được bàn giao cuối cùng, số 295 thuộc địa bàn xã Ngọc Lâm, vừa được bàn giao sáng ngày 24 tháng 2. Đại diện Ban Đền bù Giải phóng Mặt bằng, Tổng Công ty Truyền tải Điện Biên Bắc khẳng định, với tiến độ này, các đơn vị sẽ đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các nhà thầu thi công làm 3K4 kíp để thực hiện cái đẩy nhanh cái công tác thi công các vị trí móng trên móng cột để phấn đấu để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Nhà thầu đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù đất mượn thi công cũng làm đường vào các vị trí móng cột. Có mặt bằng là thi công. Và với sự quyết tâm của hai địa phương Mỹ Hào và Văn Lâm trong công tác giải phóng mặt bằng của các đơn vị thi công, sẽ góp phần đảm bảo đóng điện mạch 3 đường dây 500 kV Nam Định phố nối theo kế hoạch nhằm đảm bảo điện sản xuất và sinh hoạt trong mùa nắng nóng năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên giáp thủ đô Hà Nội và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, góp phần thu hút dự án và đầu tư. Trong đó, huyện Văn Giang nằm ở cửa ngõ phía đông của thủ đô, là địa bàn được quy hoạch ưu tiên phát triển đô thị nhà ở. Thời gian qua, các dự án đô thị đầu tư vào địa bàn tạo cú hích phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Sau các dự án đại đô thị như EcoPark, Vinhome Ocean Park về đầu tư tại Văn Giang đã thúc đẩy kinh tế xã hội cho cả vùng phát triển nhanh.
Cũng như nhiều nhà đầu tư khác, công ty cổ phần đầu tư Bảo Hưng là chủ đầu tư khu đô thị Aquarius Văn Giang, rộng gần 8 hectare, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng đang được tăng tốc về đích để huyện đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Dự án nằm trong vùng lõi của trung tâm chính trị, hành chính thành phố Văn Giang trong tương lai. Chủ đầu tư đang bảo tồn và hưng thịnh những giá trị văn hóa nghệ thuật lâu đời của dân tộc Việt Nam, và họ cũng rất là quan tâm đến đời sống của nhân dân địa phương. Tôi tin tưởng là với một cái chủ đầu tư có tâm và có chiều sâu như thế này thì dự án Aquarius hứa hẹn không chỉ là một trọng điểm kinh tế mà còn là điểm hẹn văn hóa của thành phố Văn Giang tương lai. Điểm nhấn của đô thị trung tâm Aquarius Văn Giang gắn với nhiều huyền tích lịch sử thời Lý bởi dòng sông Ngâu Giang chảy qua sẽ được cải tạo và phục dựng lại, là cơ sở để chủ đầu tư xây dựng khu đô thị hiện đại đa tiện ích từ nhà ở mặt đất, chung cư gắn với phố đi bộ phát triển du lịch. Bên cạnh vị trí trung tâm, dự án Aquarius có một cái thế mạnh là tính pháp lý rất đảm bảo. Hiện nay chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ các cái thủ tục nộp tiền sử dụng đất, điều kiện cơ sở hạ tầng và các điều kiện pháp lý khác để đủ điều kiện bán hàng theo quy định của pháp luật. Văn Giang có diện tích tự nhiên trên 7.300 hectare nằm giữa đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 của thủ đô Hà Nội. Theo quy hoạch, đây sẽ là trung tâm và đầu mối giao thông giao lưu quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội cũng như vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Năm 2023 vừa qua thì tổng thu trên địa bàn cũng vượt cái con số là trên 18.000 tỷ. Thế và huyện đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển, đặc biệt là tân trang hoàng những cái khu vực trung tâm của huyện để tạo ra cái động lực mới cho phát triển. Theo quyết định số 86 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, không gian đô thị Văn Giang được chia thành 3 vùng, một là vùng đô thị hóa tập trung, hai là vùng xung quanh vùng đô thị hóa tập trung, ba là vùng ngoại đê. Đây là cơ sở để Văn Giang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thu hút vốn đầu tư phát triển các đô thị mới. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.